Singapore đang tạm đứng thứ 3 ở bảng B với 2 trận thắng và có chỉ số phụ thấp nhất so với hai đối thủ cùng có 6 điểm là Malaysia và Việt Nam. Bất lợi này khiến cho đoàn quân huấn luyện viên Takayuki Nishigaya trở thành đội bóng yếu thế hơn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Nếu như phải so sánh về hiệu số bàn thắng, Singapore sẽ chơi trận đấu có tính chất quan trọng đầu tiên, có tác động rất lớn lên hành trình vào bán kết của họ ở giải đấu năm nay. Và lợi thế đáng kể nhất của họ là sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Jalan Besar. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hành quân tới quốc đảo Sư Tử với tinh thần hưng phấn và vị thế của đội bóng đang dẫn đầu bảng B. Chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ 3 đã mở toang cánh cửa vào bán kết và khẳng định ưu thế rất lớn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc đua tới ngôi đầu bảng. Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào bán kết sớm một lượt trận nếu như đánh bại Singapore ở trận đấu này, và đây là mục tiêu mà các chân sút sẽ nỗ lực để hoàn thành để có thể sớm chuẩn bị cho bán kết. Trước giờ vào cuộc, Singapore bị đánh giá thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam về chất lượng đội hình. Đội bóng quốc đảo Sư Tử thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng trong chiến dịch AFF Cup 2022, còn lứa cầu thủ hiện tại của đội tuyển Việt Nam đều đang bước vào độ chín về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Gần nhất, với lực lượng hiện có, Singapore vừa thất bại 0-4 trước đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu vào tháng 9 vừa qua, và trận đấu tại Jalan Besar được dự báo có nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Singapore có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya cũng có thể tạm yên tâm khi các trụ cột như Harun, Sulaiman, Ramli và Inhan đều đang có phong độ tốt. Ngoài trường hợp Văn Toàn vắng mặt vì đã nhận 2 thẻ vàng, còn lại, huấn luyện viên Park Hang-seo có trong tay đầy đủ lực lượng không gặp chấn thương. Sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, Quang Hải có thể sẽ đá chính cùng với Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh và Văn Đức. Sadan bin Sulaiman với kinh nghiệm dày dặn, tiền vệ 34 tuổi là nhân tố nổi bật nhất ở hàng tiền vệ của Singapore tại AFF Cup 2022. Nguyễn Quang Hải, tiền vệ này chỉ có hơn 10 phút thi đấu trong trận gặp Malaysia nhưng đã thể hiện năng lực bằng đường kiến tạo cho Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0. Singapore hoàn toàn lép vế trước Việt Nam trong 5 lần đối đầu trực tiếp kể từ năm 2009 trở lại đây. Gần nhất, họ vừa thua 0-4 trên sân Mỹ Đình. Đội bóng quốc đảo Sư Tử chỉ có duy nhất một trận hòa, còn lại là 4 trận thua, ghi được 2 bàn và thủng lưới 13 bàn trong 5 trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Singapore có phong độ khá tốt tại AFF Cup 2022 với 2 trận toàn thắng. Còn thống kê trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 13 bàn và thủng lưới 10 bàn. Đội tuyển Việt Nam cũng đã chơi rất hay tại AFF Cup 2022 với 2 trận toàn thắng và ghi 9 bàn. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sở hữu con số thống kê ấn tượng với việc ghi 15 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận thắng liên tiếp kể từ tháng 9. Có lợi thế sân nhà và phần thể hiện khá tốt tại AFF Cup 2022, song Singapore không được đánh giá cao trước đội tuyển Việt Nam. Với lực lượng không nhiều biến động, theo chiều hướng tích cực kể từ sau trận thua tại Mỹ Đình hồi tháng 9, Singapore khó có thể tránh được một thất bại trước đội tuyển Việt Nam với chênh lệch tối thiểu 2 bàn. Tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ rất chắc chắn và là đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới ở bảng B. Với những gì đã thể hiện, rất khó để các chân sút của Singapore có thể ghi được bàn thắng, nhưng với lợi thế sân nhà có thể giúp Singapore tạo dựng một thế trận không quá chênh lệch và trận đấu này khó vượt mốc 3 bàn như nhận định của chuyên gia. Dự đoán, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Singapore với tỷ số 2-0.